Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Mấy anh em mình đây cũng rất là vui. Giật này được Mập Food và Võ Sự Lộc, hai kênh YouTube ở Sài Gòn xuống giao lưu với lại kênh ẩm thực đồng quê của mình. Thì trước tiên ba kênh YouTube của ba anh em mình đó là một lần nữa đó là Võ Sự Lộc, Mập Food và ẩm thực đồng quê. Xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn sức khỏe giàu nang. Thì giật này Lộc ơi. Dạ. Em xuống đây em có dự tính là đấu với ai không Lộc? Em thì giờ em cũng không có quay thử thách ăn uống nữa anh. Nhưng mà em xuống đây là em để anh Huy, mà anh Huy giờ mạnh quá. Bên đây anh Tung với anh Ba cũng dữ quá anh. Cho em đứng gần anh Thái được không? Được. Không, nhưng mà anh nghĩ á, Thái á hồi nào giờ cũng chưa từng ăn với em. Đúng không? Dạ. Mà anh nghĩ cái kèo này căng nè. Nhưng mà một khi em xuống ẩm thực đồng quê là em phải thi ăn. Em chơi hết mình. Rồi em chơi hết mình luôn. Hết mình luôn ha. Dạ. Hai anh em ăn bao nhiêu tô? 10 tô. 10 tô. Rồi 10 tô gì em? Dạ đầy đủ đi anh Sơn. À có như là phở bún á, ý anh nội á. Dạ, phở đi anh ha. Phở đi. Rồi phở 10 tô, 10 tô ha. Hết dạ, nước luôn. Dạ. Hết nước luôn. Wow. Dạ. 30 giây hết đâu không? Rất hấp dẫn luôn đây. Cái tô vậy là một tô là bao nhiêu tiền anh Chí? 30 ngàn. Cái đặc biệt anh Chí đây thì nấu chung là một tô 30 ngàn quên mình cũng là ok rồi. Nhưng mà đặc biệt anh nấu là xương súp rất nhiều. Cái nước dùng rất là ngon. Đây, cái mình nói mình quay luôn cái nồi xương súp. Đây, quá xá xương. Đây cái mỡ gầu ha anh Chí. Cái nồi nước dùng mà có mỡ gầu là nó mới ngon. Này nước dùng nó ngọt cỡ nào. Xương khỏe anh. Đây tô phở thập cẩm mỗi người 5 tô. Bây giờ Mập ơi. Dạ. Em làm trong tài mà nè Mập. Dạ. Rồi thì em quyết định cho hai anh em ăn sao rồi thì em thì mấy anh cứ ăn hết là thắng thôi. À dạ hả? Chào luôn nha. Rồi ok. Ở sao bên đây có nước, bên đây có nước không? Thắng thua em đỡ nước hấp nước phở hai nước ấy. Thắng thua ở đây sẽ không quan trọng anh Thái ơi, quan trọng là cống hiến cho khán giả những cái clip hấp dẫn. Cống hiến hết mình luôn ha. Dạ. Rồi Mập ơi, chuẩn bị Mập ơi. Dạ rồi anh em. Vô mình em nếm cái phở trước. Muốn gì vô vô. Dạ. Cái gì vô không? Dạ em chắc em cho xíu rau cho nó xanh xanh tươi rồi. Mình nghĩ đúng Thái rồi. Với Lộc thì ăn là ngang tầm. Dạ. Chút nha. Rau vô hả? Em xin miếng nha. Chút cho chút rồi. Đây. Đây. Mập hồi 1, 2, 3 gùng xuống mà anh chút xíu không Mập? Anh lên lên cho nó đẹp. Đây em cao quá. Linh là giống như là một cái mình lấy hình hình cho thật tới luôn. Cái cột vậy đó. Rất là cao. Rồi xong ha. Dạ. Rồi Linh ok. Đã xong chưa anh? Rồi. Xong chưa Lộc? Xong. 1, 2, 3 dạ, biến. Dạ mời cả nhà nha. Mời anh Thái. Dạ, anh. Đây. Đây. Thái tốc độ ra Lộc nha. Thôi em cứ làm tô đi. Rồi làm tô trước đi. Chấp làm tô trước luôn á. Tông ăn vô gọi đây em. Em chắc tới chiều á. Em coi chắc tới chiều. Lộc rồi hồi trước là cũng là một tay thiện xạ đó, sát thủ á. Rất căng luôn, căng bằng luôn. Rồi.
Cũng này cho hô quá. Rất là công bằng luôn, thấy còn ba tô nguyên, còn lọc thì hai tô bún, một tô nước, tô gửi nước, cân bằng luôn. Đúng rồi, nấu mình ăn cái trước, nước mình ăn sau.
quá hay. Hôm nay bằng gần hết 10 tô mà chưa được 10 phút, quá nhanh luôn. Này nóng. Nóng như tắm luôn. Xin chúc mừng em Thái. Chúc mừng. À, chung là mình thấy kênh của Lộc đó là lâu rồi Lộc không lên Thi An. Hôm nay là xuống Vệ Vinh là coi như là ngoài lại đúng không Lộc? Chung là xuống Anh Sơn là chơi hết mình. Bỏ ra mọi chuyện xung quanh hết. Gặp anh em ở đây là vui rồi cả nhà. Cái Lộc thì mình thấy là lúc trước Lộc ăn rất lẹ, nhưng mà mình nghĩ theo mình nghĩ nha. Thì Lộc cứ đi review quán ăn thì ăn cái tốc độ có hơi giảm lại Lộc ơi. Dạ dạ. Chứ mà cũng kiểu như là em ăn nóng á anh Sơn, ăn nóng không có giỏi á. Dạ, thì anh Thái có một khả năng ăn nóng rất là tốt nên đề ba vô là anh thấy đi cái dẹo luôn. Đúng rồi. Thái cũng cố gắng á, chứ Thái trong tim của anh á, Thái ăn cũng còn yếu. Dạ. So với anh Quy với anh Ba. Nhưng mà Thái gặp ba em á, Thái cố gắng. Mình thấy là Thái rất là cố gắng. Dạ. Cảm ơn anh Thái. Vậy là tốt, nhưng mà cố gắng là tốt đúng không em? Dạ. Ba kênh YouTube của ba anh em mình đó là Ẩm thực đồng quê, Mập Phút, Võ Sư Lộc. Ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác và chị bạn sức khỏe và an. Chào hẹn lại, bye bye.